Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá, ngày 8 tháng 2. Nhận định bóng đá, thành phố Hồ Chí Minh với Hải Phòng, 19 giờ 15 phút ngày 8 tháng 2. Giành lại một điểm ngay phút bù giờ cuối cùng trước Bình Dương. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng như từ cõi chết sống lại. Vì thế, dẫu còn nhiều âu lo, nhưng đội bóng đất cảng vẫn khá hưng phấn trong cuộc đối đầu giữa thành phố Hồ Chí Minh với Hải Phòng. Thông tin lực lượng thành phố Hồ Chí Minh với Hải Phòng. Trận thua ngay những phút cuối trên sân thiên trường của Nam Định đã khiến câu lạc bộ thành phố hồ chí minh gặp nhiều khó khăn khi về sân nhà tiếp đón đội khách hải phòng sau trận đấu ấy dẫu huấn luyện viên vũ tiến thành vẫn mạnh miệng chê đội bóng nam định và cho rằng câu lạc bộ thành phố hồ chí minh đã chơi tốt hơn nhưng thực tế tất cả những người chứng kiến đều biết là đội bóng thành phố đã thua hoàn toàn ở trận đấu ấy với lực lượng chỉ gồm những gương mặt thuộc hàng trung bình yếu chưa kể các ngoại binh không quá nổi trội chẳng ngạc nhiên khi có những thời điểm câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh bị chủ nhà Nam Định dùng ép, đến ngạt thở và chỉ có may mắn mới giúp họ thoát thua. Vì vậy, trong cuộc tiếp đón Hải Phòng ở vòng đấu thứ hai, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cần phải có những bài vở mới hơn. Hồng có thể chống được sức ép của đội khách đến từ đất cảng. Cần phải nói rõ, nỗi lo lớn nhất của Hải Phòng hiện nay chính là lực lượng ngoại binh. Trong ba gương mặt được tung ra sân ở trận mở màn gặp Bình Dương, ngoài một bàn đờ từng khoác áo đất cảng ở mùa giải năm ngoái và được ký hợp đồng riêng tiền đạo carlos fernandez và trung vệ bích xanh vẫn đang trong quá trình thử nghiệm ở cuộc tiếp đón bình dương trên sân nhà lạch trai thực sự bích xanh là nỗi lo lớn khiến nhà cầm quân họ chưa có lẽ sẽ phải tung ra những lựa chọn khác ở chuyến làm khách trên sân thống nhất phong độ gần đây của thành phố hồ chí minh với hải phòng như đã nói ở trên trận thua xích sau ngay những phút cuối của trận mở màn trên sân thiên trường đã khiến thầy trò huấn luyện viên vũ tiến thành khá uất ức vì thế họ rất quyết tâm phải có điểm trên sân nhà thống nhất trong cuộc tiếp đón hải phòng so với mùa giải trước đội bóng hải phòng đã không còn được đánh giá cao nhất là khi họ mất tiền vệ moses và chân sút hàng đầu rimario tuy nhiên trong lúc chờ các ngoại binh được xem là tạm ổn huấn luyện viên chu đình nghiêm đành trong chờ vậy nên Cuộc đối đầu giữa thành phố Hồ Chí Minh với Hải Phòng đang được nhận định sẽ rất khó lường và đấy sẽ là cuộc chiến nơi bằng ghế kỹ thuật của hai đội. Ở đấy, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và Chu Đình Nghiêm sẽ có cuộc so kè. Hồng tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội nhà trong tình hình lực lượng không thuộc dạng ổn nhất. Xét lịch sử đối đầu, thành phố Hồ Chí Minh đang có vẻ thất thế khi trong 14 lần gặp nhau họ tháng 5, hòa một và thua đến 8. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông số để tham khảo. Đội hình thành phố Hồ Chí Minh với Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Hữu Nghĩa, Tùng Quốc, Ngọc Tiến, Cam Bèo, Hoài An, Minh Trung, Vũ Tính, Gu Yến Nờ, Huy Toàn, Sam Sơn, Người Hải Phòng, Nguyễn Văn Toản, Đặng Văn Tới, Bích Xanh, Hải Huy, Mạnh Dũng, Hữu Sơn, Việt Hưng, Trung Hiếu, Văn Minh, Carlos Fernandez. Mbander. Dự đoán kết quả, thành phố Hồ Chí Minh hòa Hải Phòng 1-1. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.